Một đêm nọ, em đang đạp xe về nhà thì gặp một chị tóc dài, áo trắng xin đi nhờ. Cảm thấy chuyện không lành nên em đạp xe chạy vội, mồ hôi vả ra như tắm. Nhưng cứ đi được một đoạn lại gặp chị áo trắng lúc này. Mấy lần liền như thế, em hoảng sợ tột độ. Không cho đi thì thôi, còn lườn quanh cái vòng xuyến này giờ. Đi ngựa, tin tao ném gạch chết mẹ mày không? Một đêm khác, em đạp xe qua nghĩa địa thì bỗng gặp một chị tóc dài, áo trắng xin đi nhờ. Là ở chỗ, càng đi càng thấy xe nặng dần. Em bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Lúc này, chị áo trắng mới khẽ thì thầm vào tai em: đường thẳng không đi, lại đi lên dốc làm chi vậy mày? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Khi đang băng qua một thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân, em bỗng gặp một người phụ nữ tóc dài xin đi nhờ xe. Nhưng đi được một đoạn, em bắt đầu lo lắng và thấy lạ. Sao nặng thế nhở? Tao mập kệ cha tao, xin đi nhờ một tí mà chê người khác nặng hả mày? Vào lễ Halloween, em hóa trang thành một con ma. Khi nó đi ngang qua một nghĩa địa thì gặp một cô gái mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt. Ê, người anh em, cải trang thành ma giống như tôi à? Chụp chung cái ảnh nào, nhìn như ma mẹ và má con. Con ảnh đần đồ này, đấy là con ma thật thì làm sao mày có thể chụp ảnh được nó cơ chứ? Ở một khu rừng nọ, có một cái giếng hoang. Ở trong cái giếng, có một con ma tóc dài sinh sống. Hàng đêm, con ma tóc dài chui ra khỏi giếng, rồi vào nhà người khác qua màn hình TV. À, trời đất ơi, sao da trắng bóc mà khô căng vậy nè? Dùng sữa rửa mặt có cồn đúng không? Đừng lo, đã có sữa rửa mặt Nivea ngọc trai trắng da, nhưng vẫn mềm mịn, mang về xài đi nha. Thôi, thả cho tao cút, ngày gì mà hù nhầm con não phù này nữa. Tháng cô hồn đề phòng tai họa, cẩn thận vong theo. Chết cha, sợ quá, có vong nào theo mình không ta? Mày yên tâm, cái loại đần đồn như mày thì chả có vong nào theo mày đâu. Xin giới thiệu với em, đây là Annabelle, là chị em cùng cha khác ông nội với Annabelle. Annabelle thì hù dọa người khác bằng gương mặt đáng sợ của mình, còn Annabelle khiến người khác phải hoảng sợ vì sự đần đồn của nó. Tao đói quá, từ hồi làm ma đến giờ chưa ai cho ăn. Đợi tao tí, Gojek đang có cốt bữa nó, đồng giá 10.000. Oh yeah, đồ ăn đến rồi. À, ủa, mua đồ ăn cho nó, sao nó lại siêu thoát mất rồi? Con nẻ đần đồn này, bùa xua ma đói là bùa để xua đuổi ma đói, chứ có phải là bùa xua đuổi cơn đói của con ma đâu. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.